Ui giời, hay quá anh Lai này. Ôi anh Lai tuyệt vời anh Lai. Này thi SEA Games khi vẫn được vàng nên bùa đâu. Ui giời anh Lai lâu lắm rồi không gặp. Mày vẫn bỡ thế. Chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh Sao Thể Thao. Và vào chiều ngày hôm nay, ngày 25 tháng 10, ở ngày thi đấu thứ 2 của giải Điền Kinh vô địch quốc gia năm 2023 thì chứng kiến rất là nhiều màn tranh tài hấp dẫn. Trong số này thì người hâm mộ vẫn thấy bóng dáng của Ngữ Văn Lai, người mà chắc chắn là khi nhắc tên thì rất nhiều mọi người nhớ. Anh từng rất nhiều lần giành huy chương vàng tại các đường chạy của SEA Games cũng như các giải vô địch của Đông Nam Á. Và lần này thì Ngữ Văn Lai đang xuất hiện trên đường chạy 5.000m nam. Và khá đặc biệt khi mà anh đối đầu với những đối thủ rất là trẻ. Và cho dù là năm nay thì anh Lai cũng đã 37 tuổi. Chính vì vậy đây cũng có thể coi là một trong những lần thi đấu cuối cùng của anh Lai khi mà anh xuất hiện trong vai trò là chủ nhà, khi mà giải Điền Kinh năm nay thì tổ chức tại trường bắn Miếu Môn, tức là khu quân đội và cách trung tâm Hà Nội đến khoảng 40 km. Thêm một vài thông tin nữa, tức là anh Nguyễn Văn Lai thì sau khi chia tay với đội tuyển quốc gia từ sau SEA Games năm ngoái, SEA Games tại Việt Nam, thì anh Lai cũng đã chuyển hướng sang nội dung marathon chạy 42 cây số. Tuy nhiên thì đường chạy này của quân đội thì anh Lai vẫn là một trong những trụ cột của đoàn quân đội. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nội dung của nội dung 5.000m. Anh Lai thứ hai đấy, còn đầu thì không biết, đang cạnh tranh nè, chốc vượt bây giờ mà. Đấy, anh Lai về là bốn trăm mét cuối. Ra đường ngoài rồi. Nhưng mà anh Lai đợt này tập tạ sao mà ngực nước nở hơn nhỉ? Hay phết. Lai lên rồi, Lai, anh Lai lên rồi. Úi giời.
Tuổi tuổi thơ của em ở SEA Games ở môn điền kinh đấy. Ngày xưa rất thích anh Lai. Anh này anh cười trông vui trông thương. Ui giời hay quá anh Lai này. Ôi anh Lai tuyệt vời anh Lai. Này thi SEA Games khi vẫn được vàng anh đùa đâu. Hay quá anh Lai. Anh Lai ơi. Anh Lai ơi. Úi giời cười cái coi. Anh Lai ơi. Anh Lai. Không thèm nhìn mới đau chứ. Lai. Anh Lai ơi. Lai ơi. Trời trời trời. Vẫn gọi lão làng lắm. Anh Lai ơi. Ôi giời quá đẹp trai. Cái này thì không ngoài dự đoán của mình vì cái thời tiết hôm nay cũng hơi ngột oi và không chưa lý tưởng để thi đấu các nội dung trung bình và dài. Và như kết quả như hôm nay thì mục tiêu đặt ra của mình chỉ giành 250 chương và không nặng nề về thành tích. Trước đây Lai đã từng nội dung này nhưng mà sau đó chuyển sang marathon thì cái thời gian mà chuyển lại từ marathon xuống tập cái nội dung này có mất thời gian nhiều không trước khi chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia? Thật sự là trước khi quyết định trở lại cái nội dung 5.000 vòng người trong sân thì mình có chuyển sang nội dung 42 km được khoảng 7-8 tháng, đang dần thích nghi với nội dung 42 cây thì năm nay là cái giải tổ chức ở đơn vị chủ nhà quân đội và các thủ trưởng trên mong muốn là cố gắng duy trì cái vị thế của điền kinh quân đội trong nước ấy. Những kỳ trước là toàn nhất toàn đoàn nên mình có quay trở lại cái đây mà khoảng tầm một tháng thôi, bắt đầu vào giải đinh và tập luyện các vài cường độ ngắn thì thật sự là cái mình cũng ngại gian khổ vất vả nhưng cái cơ địa của mình có tuổi đấy cao nên nó mỏi mà hồi phục rất lâu thì thật sự là không có hào hứng nào mà thi được cái nội dung trong sân thì mình giờ thì hiện tại thì hào hứng chinh phục cái nội dung ở ngoài đường mà nhất là nội dung 42 km. Trong thời gian sắp tới mình sẽ cố gắng chạy thể tích dưới 2:25. Liệu có phải đây có phải là một trong những cái nguyên do mà Nguyễn Văn Lai cũng cho biết là sau giải này sẽ thôi thi đấu thành tích cao và chuyển hẳn sang ngoài đường? Vâng, chính xác là thế nhưng mình cũng thôi từ đại hội năm trước nhưng năm nay thì cái nhiệm vụ cũng rất nặng nề của đội cũng như của quân đội tổ chức kinh phí mọi thứ vật chất rồi tổ chức sân nhà nên mình cố gắng vào để đảm nhiệm một cái vị trí hoặc có nhiệm vụ nhỏ nào đấy để mong đội cũng như đoàn quân đội hoàn thành cái nhiệm vụ của bộ giao cho và mình sẽ xong giải này mình sẽ quay trở lại nội dung 42 km. Lai có định hướng là mình sẽ chuyển sang làm huấn luyện viên không? Trong tương lai gần thì mình cũng chưa nghĩ đến làm huấn luyện viên và nếu mà thật sự mình mà nghĩ làm huấn luyện viên sớm thì mình đã nghỉ cách đây mấy 3-4 năm trước rồi. Mình muốn đăng kỳ phục bản thân và muốn đang thử sức mình một thời gian nữa. Và cũng có thể là làm trợ giáo, có thể là đào tạo trẻ trước và vừa đào tạo vừa dìu dắt vừa mình vừa chơi nội dung 42 km. Chiến thuật của Lai ngày hôm nay như thế nào? Thi đấu trước một marathon này là Hồng Liên Thanh. Vâng, thì mục tiêu của mình đặt ra là chỉ giành huy chương, nó không biết là huy chương màu gì thì cái khả năng cái sức lực của mình cũng như đối thủ thì chiến thuật mình đề ra là các đối thủ chạy như nào thì mình chạy như thế, các đối thủ chạy nhanh mình chạy nhanh mà các đối thủ chạy chậm mình chạy chậm và mình đã áp dụng cái chiến thuật rất hợp lý và mình năm nay may mắn hơn các đối thủ. Thật sự là chuẩn bị chắc là cũng có vấn đề chứ mình thì cứ đều thôi, cũng không khỏe hơn năm trước mà cũng không yếu hơn, mình chỉ đều.
chức vô địch 5.000m. Cùng hay ngoái lại khoảng cách với đối thủ rất là xa rồi, nhưng mà trong cái tập luyện cũng như thi đấu thì mình ngoái lại để xem đối thủ để ở mức nào để mình để giữ khoảng cách an toàn, vì thực tế là cái thành tích của mình cái giải một cái giải này nhất định nào đó thì không tốt được, cho nên mình ngoái lại. Còn nếu mà một cái giải nào mà thành tích thực cực kỳ tốt mà để mình đạt được ngưỡng mình phá được cái kỷ lục đấy thì mình sẽ không ngoái lại mà mình sẽ tập trung chạy về đích để phá kỷ lục hoặc là đạt cái đích tốt nhất. Cảm ơn nhé.